Xin kính chào quý cô bác, anh chị và các bạn đã quay trở lại với shop hàng bãi của em Dân Trịnh nhé. Hôm nay thì bên shop nhà em lại về thêm một số những mẫu sản phẩm mới muốn giới thiệu đến quý cô bác anh chị. Hôm nay thì về thêm cho các bác có dòng sạc ắc quy siêu to này và một số những dòng ổ điện thông minh mới. Không để quý bác anh chị phải chờ đợi lâu nữa, bên em xin đi và giới thiệu một số những mẫu sản phẩm mới bên nhà em luôn nhé. Này thì về thêm cho các bác đây một cái mẫu ổ cắm home nick điều khiển từ xa này. Con này thì cũng chỉ có gọi là 1 km thôi, thế nhưng mà nó rất là tiện lợi ở cái điểm là nó sẽ có cái rắc cắm này cho các bác này. Đó, để các bác cắm vào cái ổ điện. Để các bác cắm vào cái ổ điện. Còn đây thì nó sẽ có là hai cái ổ cắm ra. Hai cái này thì mặc dù nó chung một cái công tắc. Đấy, nó cũng là các bác tắt là tắt hết, thế nhưng mà đây nó sẽ chung cho các bác là nó sẽ ra cho các bác là hai cái. Nhiều khi là các bác cắm những cái đèn trang trí hay là những cái bóng điện ấy thì chúng ta có thể một cái này chúng ta có thể là cắm cho 2-3 cái luôn. Và con này thì các bác có thể để ngoài trời được nhé. Đậy nắp này, đậy nắp cao su lại này. Đó, dòng này thì thương hiệu của nó là thương hiệu Home Nick. Con này thì công suất của nó là 30A này. 30A các bác nhé. Sử dụng nguồn điện của nó là nguồn điện từ 75V đến 256, tức là tất cả các cái các bác đều sử dụng được. Điện xa từ 100 đến 1 km. Hàng rất là ok luôn. Con này nó cũng sẽ có cho các bác đó là một cái công tắc, một cái điều khiển và một cái ổ cắm của nó như này. Mẫu này là mẫu mới luôn nhé. Mẫu này là mẫu cực kỳ mới luôn cho các bác luôn. Con này thì bên shop đang có mức giá của nó đó là 300.000 đồng nhé. 300k cho các bác cái mẫu home deck này. 300k và bên em bao ship. 300k bao ship. Đó, hàng của home deck. Hàng cực kỳ xịn sò luôn. 300k. Bao ship toàn quốc cho các bác luôn. Đấy, kiểu cắm của nó mới nhé. Và cái này là hai rắc cắm này. Hai rắc cắm. Có cái loại 1 nhưng mà 1 thì nó rẻ hơn. Một cái loại kiểu như này nhưng mà 1 thì nó rẻ hơn nhé. Đấy, thì nó dùng cái loại 2 này nó tiện hơn này. Một cái mã tiếp theo. Một cái dòng ổ đấu nối. Đây. Con này thì ổ đấu nối thì các bác về các bác đấu nối vào. Đấu nối vào. Các bác ở đây bóc ra cho các bác. Hàng này của nó là hàng, tất cả của nó là hàng mới chưa qua sử dụng. Nó gồm có cho các bác đó là một cái điều khiển và một cái bộ điều khiển của nó như này. Các bác đấu điện cho em đó là đấu điện 1-2 là các bác đấu điện vào đây. Đấy, ở đây nó có 1-2-3-4 này. Đấy, thì 1-2 các bác đấu điện vào và 3-4 các bác đấu điện ra. Đây LN này. Đấy, thì là lửa nguội này. Đấy. Đó. Hàng cực kỳ ok luôn nhé. Mẫu này thì cực kỳ ok luôn. Con này thì là ổ đấu nối Home Nick. Con này thì giá mềm hơn. Bên shop đang có mức giá đó là 200k bao ship. 200k bao ship các bác nhé. 200k bao ship cho các bác cái mã này. Cái mã tiếp theo, một cái dòng ổ cắm của Home Nick này. Cái dòng này ổ cắm đây thì nó rất là tiện lợi là nó chỉ có như thế này này. Đó, để các bác có thể cắm điện vào. Để các bác có thể cắm điện vào nhé. Con này cũng có thể điều khiển từ xa, cách xa cho các bác đó là 1 km. On off các bác bật tắt ở đây. Đó, xa quá thì các bác rút cái này lên. Xa quá thì các bác rút cái dầu này lên. Đấy, cái dòng này thì dùng cũng rất là tiện lợi luôn. Có điều khiển coi, công suất của nó là 30A này. Cái dòng ổ cắm này chỉ có 30A thôi. Đấy, cái dòng ổ đấu nối thì ví là 40A, còn dòng ổ cắm là 30A. Con này thì các bác có thể cắm để đấu nối tắt điện những cái dòng như kiểu điện phòng ngủ, điện máy bơm, điện ánh sáng, điện máy lọc khí, máy nén khí đều có thể ok. Con này thì bên shop đang có mức giá đó là 250k đấy không nhé. 250.000 đồng và bên nhà em bao ship luôn cho các bác luôn. 250k bao ship ổ cắm home deck điều khiển từ xa. Ổ cắm home deck điều khiển từ xa nhé. 250k và bên nhà em bao ship. Một cái mã tiếp theo. Một cái dòng đèn laser trang trí này. Con này thì các bác lắp về, các bác lấy về các bác lắp đặt, em lắp đặt cho các bác xem. Rất là nhanh thôi. Chắc là nếu mà các bác nào mà nhanh tay thì chắc nếu mà không phải quảng cáo video như em ấy thì chưa đầy 30 giây là các bác có thể lắp xong. Đó, thì đây các bác sẽ lắp cho em hai cái chốt vào đây. Đây là em còn vừa quay video vừa lắp nên là nó sẽ lâu hơn, còn các bác về các bác chỉ xoáy. Các bác chỉ việc xoáy vào đây này. Xoáy những con ốc này vào đây, đấy, hai bên. Đó, nó có đầy đủ cho các bác để các bác lắp luôn nhé. Thực ra cái này chắc các bác cũng chả cần. Đó. Các bác lắp vào. Đấy, thế là xong. Chưa đầy 30 giây là các bác đã lắp xong cái đèn laser trang trí này rồi. Và các bác sẽ cắm cho em cái dây cáp USB. Ở đây sau này có công tắc bật tắt này. Đấy, có một cái cáp USB này. Đấy, các bác cắm điện, cắm vào cái, nó chỉ có dây cáp này thôi nhé, bao nhiêu, nó không có củ sạc đâu. Và các bác cắm vào.
và các bác cắm vào. Đó, nó ra rất là nhiều tia, cực kỳ đẹp luôn này. Nó ra rất nhiều tia, các bác có thể nhìn thấy. Đây là em đang để thực ra là hơi sáng. Nó hơi sáng một chút nhưng mà các bác có thể nhìn thấy rất là nhiều tia, cực kỳ đẹp luôn. Để em thử xem là tắt bóng điện đi xem. Đấy, nó ra rất là nhiều tia nhưng nó vẫn còn ánh sáng, nhưng mà như này là các bác cũng có thể nhìn thấy này. Cực kỳ đẹp luôn này. Cực kỳ đẹp luôn này. Đấy, nó ra rất là nhiều tia, tắt ánh bóng điện đi. Nó ra rất là nhiều tia, cực kỳ đẹp luôn này. Đó, các bác có thể nhìn thấy. Nó múa rất là ok luôn. Ngoài ra thì nó sẽ có một cái giờ mốt. Ngoài ra nó sẽ có cái giờ mốt để nó các bác có thể điều khiển. Đấy. Thôi được. Đấy, các bác có thể điều khiển, các bác có nhìn thấy cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Trong bóng tối này các bác có thể quay ở cái phòng hát karaoke các thứ này. Rất là tiện lợi luôn nhé. Nó múa cực kỳ đẹp. Nó múa cực kỳ đẹp luôn này. Đó. Con này thì đèn laser trang trí. Bên nhà em đang có mức giá đó là 350k nhé. 350k và bên nhà em bao ship cho bác luôn. Đó. 350.000 đồng. Và đây thì các bác có thể dùng điều khiển để các bác bật tắt này. Đấy, ở đây các bác dùng điều khiển các bác bật tắt. Nó có rất là nhiều những cái chế độ của nó ở cái điều khiển này. Nhưng mà đại loại là nó sẽ múa nhiều đẹp hơn những cái kia. Và các bác sẽ điều khiển bằng cái điều khiển này. Đấy là cái mức độ mà là gọi là xấu nhất rồi đấy. Cái mức độ mà xấu, múa xấu nhất ở cái đấy. Thì là các bác có thể nhìn thấy. Hàng đẹp luôn nhé. Nó sẽ gồm cho các bác một cái bộ này. Nó sẽ gồm cho các bác này. Đó là một cái đèn như này. Một cái điều khiển bằng dây này. Giá của nó sẽ là 350.000 đồng. 350k, các bác lên cho em mã này, mã đèn laser trang trí nhé. Và bên nhà em bao gồm phí ship cho bác. Đó, bao gồm phí ship cho bác luôn. 350k. Một cái mã tiếp theo, một cái dòng sạc bình ắc quy mới này. Rất là tiện luôn con này, đây các bác nhìn thấy này. Sạc ô tô, nói chung là con này thì sạc tất cả các loại. Đấy, và nó có một cái đặc điểm cực kỳ hay nhé. Nếu mà ví dụ mà xe của các bác đang hết bình. Đấy, thì các bác chỉ cần kẹp vào các bác cắm điện. Xe của bác, ví dụ các bác đang hết bình nhé, các bác chỉ cần kẹp vào. Đấy, các bác cắm điện là các bác có thể đề được nổ xe luôn lập tức. Đấy, là con này nó sẽ có kích nổ lên, nhưng mà con này nó bất tiện một chút, nó cũng có một cái hơi bất tiện, đó là nó sẽ sử dụng nguồn điện của nó là nguồn điện 220 đến 110 thì các bác có thể sử dụng được, nhưng mà nó phải cắm điện thì các bác phải đề nổ được ngay. Đấy, còn không thì các bác có thể sạc, nhưng nói chung là con này thì cũng được, như này thì cũng được, tại vì nó cũng rất là như này nó rất là tiện rồi. Nhiều khi là các bác có cái kích điện là các bác ok. Đấy, con này thì phân khúc của nó là phân khúc lớn luôn. Sử dụng là cho các bác là cái gì nhỉ? 12V 25A đến 24V 15A, tức là 12224 là các bác cũng gần như là đều chiến được hết rồi. Dòng này dòng to nhé. Đấy. Rất là ok rồi, tiện lợi luôn này. Ở đây xem là có cái công tắc không, có quạt tản nhiệt này. Có quạt tản nhiệt nhiều nhé. À đây quên, cắm điện vào này. Đó, thì đây là chưa có bình ắc quy. Đấy, và các bác có thể sạc được gần như là hết tất cả các loại bình. Con này dòng to luôn này. Đây để em sẽ sạc thử vào cái bình ắc quy bé này. Đây. Đây em sẽ kẹp thử vào cái bình ắc quy bé này. Xem là nó như thế nào. Những cái dòng này thì chắc chắn là những dòng bé này thì nó sạc thoải mái rồi. Đấy, chắc chắn là những dòng bé này nó sẽ sạc thoải mái cho các bác luôn. Đấy. DE5 này. Đấy, thì các bác có thể chỉnh chế độ ở đây này. Đấy. Bao nhiêu vôn này. 28 độ C này, 2,4A này. Đấy. Con này thì tự nó hiển thị cái sạc, độ sạc của nó này. Hàng đẹp luôn, con này thì siêu to khổng lồ luôn rồi. Con này thì từ sạc từ cho các bác từ bình 12V 6AH đến 400AH. Đấy, 24V 6AH đến 200AH. Hàng này thì sử dụng nguồn điện cho các bác đó là 100 đến 240V, 12V 25A đến 24V 15A. Siêu to khổng lồ. Con này siêu to khổng lồ luôn nhé. Con này thì ở bên nhà em đang có mức giá đó là 850k. 850k và bên em bao ship luôn nhé. Đấy, các bác lên cho em mã này là mã sạc bình ắc quy 25A luôn. 12V 25A. Loại này là loại to. Sạc 25A. Sạc 25A. 850k. Loại này thì là loại sạc to. Các bác có thể sạc thuyền bè các thứ này. Thuyền bè, ô tô các thứ. Kích nổ ngay nhé.
Đấy các bác lưu ý nhé, nó có cái chế độ kích nổ ngay thì các bác có thể sử dụng thoải mái. Đấy. Này này, nó vào cái chế độ Potter này. Potter này là các bác kích nổ ngay. Đó. 850k bao ship cho các bác mã này. Một cái mã tiếp theo. Một cái sạc bình ắc quy nhỏ thôi. Con này nhỏ nhưng mà có võ luôn, 12V 4A 100Ah. Sử dụng nguồn điện của nó đó là nguồn điện 100 đến 240V. 5 đến 60Hz max 75W. 13,8V đến 15,5V max 5A. Hàng rất là ok luôn, nhỏ gọn. Nhỏ gọn nhé. Con này thì đơn giản thôi, các bác chỉ sạc bình xe máy, bình nhỏ nhỏ thì ok. Cắm điện vào. Không cần phải ấn nhức gì cả. Kẹp đúng được không ạ? Là sạc. Chỉ sạc 12V. Chỉ sạc bình 12V. Con này thì các bác lên cho em mã này là mã 12V 4A. Sạc 4A. Con này bên shop đang có mức giá, bên nhà em đang có mức giá đó là 200k và bên nhà em bao ship. 200k và bên nhà em bao ship cho các bác nhé. Nhà em thì có đầy đủ các loại luôn. Đấy, tí nữa em sẽ dần dần em sẽ giới thiệu cho các bác hết. Sạc con này nó 5A nhưng các bác cứ lên cho em 4A cho nó dễ. 200k bao ship. Đấy, test thử với bình ắc quy bé, bình ắc quy to, các bác đều có thể sử dụng được nhé. Đó, xong thì các bác ví dụ sạc cái dòng này đầy pin, nó sẽ tất cả những cái dòng sạc full shop này nhìn em nhé, là đầy pin nó sẽ tự ngắt, sự cố nó cũng sẽ tự ngắt cho các bác nhé. Đầy pin và sự cố nó cũng sẽ đều tự ngắt cho các bác. Đó, nên là các bác có thể yên tâm dùng con này thì nó an toàn. Đó, một con tiếp theo, một con sạc 12V 6A. Đấy, 12V 6A này. Con này thì đến 24V 3A, giá 340.000 đồng. Có thể sạc được cả pin lithium nhé. Con này thì có thể sạc được cả pin lithium cho các bác. Pin lithium là sao? Tức là những cái pin mà các bác đóng ấy, đóng pin cell ấy, như kiểu là ấy các thứ thì các bác đều có thể sạc được. Con này thì cũng cắm điện vào đây để có thể review cho các bác này. Các bác chọn chế độ trước này. Ví dụ con này là bình ắc quy xe máy này. Các bác kẹp vào. Sạc bình ắc quy xe máy các bác kẹp vào. Đấy, nó sẽ tự chỉnh cho các bác lên 12V này. Đấy, bình bao nhiêu là nó sẽ tự nhận diện cho các bác luôn. Đấy, các bác sử dụng bình bao nhiêu nó sẽ tự nhận diện cho các bác. Đó, rất là tiện lợi luôn. Con này thì có khử xung phát relay đệ bình này. Đấy, những cái dòng tất có mỗi con bé, con 4A là không, còn tất cả đều có khử xung phát nhé. Thương hiệu của nó là thương hiệu của Forsup. Có quạt tán nhiệt này. Có quạt tán nhiệt này. Và cái gì đó. Con này thì ở đây các bác có thể sử dụng điện 100 đến điện 240V. Max công suất của nó là 110W. 12V 6A đến 24V 3A. Hàng đẹp xịn sò luôn. Có quạt tản nhiệt. Nên là các bác dùng ok. 340k bao ship cho các bác cái mã sạc 6A này nhé. 340.000 đồng và bên nhà em bao ship sạc 6A. Đấy. Xong thì các bác nó đầy nó tự ngắt. Rồi các bác chỉ việc là rút ra thôi. Các bác có thể quên cũng được, không sao cả. Đấy. Và cái bình ắc quy của bác nhé, là nó có sự cố, nó nóng hay là làm sao nó cũng tự ngắt luôn, chứ nó không phải là nguyên đầy pin đâu. Một cái mã tiếp theo. Một con sạc Forsup 12V 8A đến 24V 4A. Cắm điện. Đấy, nó sẽ có 4 chế độ. Con này thì lại không có không có gì nhé, không có pin lithium nhé. Đấy, chọn chế độ này. Đấy, các bác chọn vào chế độ, ví dụ xe máy nút màu đen này các bác ấn đi. Đấy, rồi các bác kẹp vào. Đây các bác có thể nhìn thấy. Đây nó đang full rồi, đầy pin rồi. Nó đang đầy pin rồi. Đấy, nó đang đầy pin báo full luôn. Đầy là báo luôn, nó đầy là nó báo. Đó, nó đầy là nó báo off. Rất là tiện lợi luôn nha các bác nhé. Rất là tiện lợi luôn. Đấy. Full là báo off luôn. Con này thì để em khử xung phát cho nó để nó làm lại, để cho nó xuống pin đi đã. Đấy. Con này thì đấy, đầy nó báo off, sự cố nó sẽ báo off tự ngắt cho các bác luôn. Đầy off. Đấy, nó đầy pin rồi là nó sẽ off hết. Đó. Đấy, full này. Đấy, nó đang tái tạo lại bình này. Con này thì nó sẽ có quạt tản nhiệt cho các bác này. Sử dụng nguồn điện của nó, dòng này tất cả Forsup này thì nó sẽ là sử dụng điện 100 đến điện 240V. Con này thì 12V 8A đến 24V 3A, con này cũng rất là to rồi. Con này tất cả các loại bình 12V thì gần như là có thể sạc được hết. Đó.
và các bác không dùng nữa thì các bác rút nó ra. Con này thì các bác lên cho em mã này là mã sạc 8A. Sạc 8A nhé. Con này bên em đang có mức giá đó là 320k. Đấy, cũng có một số bác thắc mắc là tại sao lại con 6A lại đắt hơn con 8A, tại vì con 8A à, con 6A nó có sạc pin lithium, còn con này thì không có nhé. Một con nữa tiếp theo cũng là một dòng siêu to khổng lồ, 12V 12A đến 24V 6A, giá 400k bao ship. Con này thì các bác phải riêng con này nhé, các con khác thì các bác có thể là vừa cắm điện vừa vừa kẹp vào bình thì các bác có thể vừa chọn chế độ, nhưng riêng những dòng to này thì không, các bác phải cắm vào, các bác chọn chế độ xước đấy, rồi các bác mới kẹp vào bình, rồi các bác mới kẹp vào bình đó thì nó mới sử dụng được đấy, nó vừa xả được một tí pin, còn không thì các bác sẽ không ấn được nữa. Ai không thì các bác sẽ không ấn được nữa nhé. Đó, nó rất là hay ở cái điểm này. Đó, nó rất là hay ở cái điểm đấy nhé. Và con này thì đây, sử dụng nguồn điện cho các bác đó là từ điện 100 đến điện 240V. Công suất của con này thì là mắc 150W 12V 12A đến 24V 6A. Cực kỳ to luôn nhé, từ 300 đến 200Ah này. Đấy, con này thì các bác lên cho em mã này là mã sạc 12A. Giá của nó bên em đang có mức giá đó là 400.000 đồng. 400k và bên nhà em bao ship luôn nhé. Sạc 4Shoop 400k bao ship, rút điện ra, rút khỏi bình ắc quy thì các bác mới có thể sử dụng được. Con này cũng có cả pin lithium này, khử xung phát này. Tất cả những dòng sạc ắc quy này nhà em thì là đầy pin, nó sẽ tự ngắt và sự cố nó cũng sẽ tự ngắt cho các bác luôn. Nên là các bác yên tâm về chỉ việc sử dụng thôi nhé. Hàng đẹp xịn sò luôn. Đấy, sạc 4Shoop đầy pin nó sẽ tự ngắt, sự cố nó sẽ tự ngắt nhé. Đó. Mã sản phẩm mới đợt này thì nhà em có rất nhiều mã. Lần này thì có thêm một con vật cầu lông này. Con này thì các bác khi các bác nhận hàng ý, cước của nó rất căng luôn này. Độ bẻ cong của nó này rất là mềm, tí nữa em sẽ test cho các bác là em sẽ dẫm lên cho các bác luôn. Cái dòng này thì cước của nó đã căng lên đến 11kg. Cước của nó đã căng lên đến 11kg nhé. Để các bác về các bác chỉ việc vụt cầu lông thôi. Con này thì hàng của nó rất là ok luôn. Đấy, con này thì đây S5 này. Hàng của thương hiệu WeWin. Đấy, hàng của thương hiệu WeWin này. Con này thì hàng của nó là hàng ở sản xuất tại Đức nhé. Đấy, Germany này. Nó có rất là nhiều cơ sở sản xuất. Hàng này thì đảm bảo cho bác luôn, xịn sò luôn. Đó, đây, xin test cho các bác cái mức độ chịu tải của chịu cong của nó này. Đây, con này thì cái này là của nó là cắn liền nhé. Cái này của nó là cắn liền này. Nó là liền nhau nên là nhiều khi là cái dòng của các bác ấy mà nó mà nối thì các bác vụt thì nó sẽ hay bị cong ở đây. Còn cái này liền nhé thì chỉ có là một là gãy, hai là không gãy thôi. Đó, chỉ có một là gãy, hai là không gãy cho cái bác cái vật cầu lông thôi. Còn đây các bác nhìn thấy cái vật này. Này, dẫm lên luôn được. Đấy, em dẫm lên luôn được. Nó cong thì các bác có thể nhìn thấy nó cong xuống này. Nó cong xuống mà nó không việc gì cả. Đấy, dẫm này. Rất ok luôn, để xa xa ra tí nữa nha. Chạm đất luôn này. Chạm đất luôn mà cái chiều cao của nó đây. Cái chiều cao của nó xuống đến đất của nó nhé. Chứ không phải là thấp đâu. Đây các bác có thể nhìn thấy 10 phân nhé, 10 phân mà em dẫm này, nó xuống chặn lên đất luôn mà nó không gãy. Là các bác biết là cái độ của nó như nào và nó vẫn là thẳng nhé. Cái khung này của nó bằng khung carbon, nó rất là nhẹ thôi, con vật cầu lông này nó rất là nhẹ. Trọng lượng của nó chỉ có 1 lạng thôi. Đấy, hàng bằng sợi carbon, hàng của Đức thì các bác yên tâm. Hàng của nó là hàng xịn sò luôn. Đấy, và các bác đánh cầu lông cầm nó rất là nhẹ tay, khi mà các bác đánh nhiều nó cũng không mỏi tay. Đó, thì các bác có thể mua cho các bé, các cháu học thể dục thì chắc chắn là cũng sẽ cần vật cầu lông. Và chúng ta có thể mua cho các cháu hoặc là chúng ta mua cho chúng ta để có thể đánh cầu lông. Cán của nó cầm này, các bác về các bác lột cái túi bóng này ra nhé. Các bác về các bác lột cái túi bóng này ra thì nó sẽ có tay cầm, hoặc là các bác có thể để im cũng được. Đấy, các bác có thể để im được, hoặc là các bác có lột ra tùy các bác. Đó, hàng này thì hàng đẹp luôn nhé, xịn sò. Hàng đẹp xịn sò luôn. Cước rất là căng luôn. Các bác về nhận hàng các bác cứ kiểm tra hàng thoải mái cho em. Nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái luôn cho em. Đấy, hàng xịn sò luôn. Đấy, đó. 10 phân mà nó gập xuống sát xuống đất này là các bác biết rồi. Đấy, rất là chi tiết luôn nhé. Đấy, rất là chi tiết luôn. Các bác có thể tham khảo cái mã vật cầu lông này. Con này thì ở bên shop nhà em đang bán với cái mức giá đó là 200.000 đồng nhé. 200.000 đồng một cái vật cầu lông. Đó. Hàng đẹp luôn này. Tâm của nó rất là chuẩn luôn. Đây em đo cho các bác cái kích thước nhé. Đấy, tại vì cũng có một số bác lại khó tính thì các bạn em cứ đo luôn cho tất cả cho các bác nó dễ.
Kích thước của nó là 67,5 cm. Đấy, tổng chiều dài của nó là 67,5 cm. Cái chiều này của nó là hơn 20 một chút. Hơn 20 một chút nhé. Đây, cái phần cầu của nó này là 25. Một cầu lông thoải mái luôn. Hàng đúng như quảng cáo. Và còn có một cái là các bác lưu ý một chút. Đó là cái này các bác không chọn màu được nhé. Hạn chế chọn màu. Tại vì đây các bác có thể thấy này. Ví dụ là các bác bảo là cố gắng lấy một đôi màu giống nhau, thì em sẽ cố gắng cho các bác một đôi màu giống nhau, mà chúng ta nên chọn những cái màu khác khác một chút để cho chúng ta đỡ bị nhầm. Đấy, thực ra nó cũng có nhiều cái màu nó trùng nhau, nhưng mà nó ít cái màu trùng nhau thôi. Đấy. 200.000 đồng một cái vật cầu lông. 200.000 đồng một cái vật cầu lông nhé. Hàng đẹp xịn xò luôn. Một cái mã sản phẩm tiếp theo. Hôm nay lại về thêm cho các bác, đó là một số những dòng chiếu điều hòa nhé. Gần như là nó giống như nhau thôi, khác nhau mỗi cái kích thước. Đấy. Và đây, trong một cái gối như này thì nó sẽ gồm có cho các bác đó là hai cái vỏ gối này. Viền của nó là viền lụa nhé. Tất cả đều có hai cái vỏ gối, duy nhất có một cái chiếu 1m2 là một cái vỏ gối thôi, tại vì nó là giường đơn. Đây, hàng đẹp luôn. Mặt đằng trước là mặt chiếu mây này, thì khi các bác mà trời tiết nóng ấy thì các bác giải ra các bác nằm lên nó rất là dễ chịu. Đấy, chiếu Muji của Nhật nhé. Hàng này thì hàng cực kỳ ok luôn. Nó sẽ gồm cho các bác đó là hai cái vỏ gối, một cái chiếu như thế này. Và đây, khi các bác nhận hàng của nó là nguyên túi như thế này. Em xin lỗi, nguyên túi này, hàng của Muji của Nhật này. Đấy, nó sẽ có kích thước là 1m2 x 2m, 1m5 x 2m, 1m6 x 2m, 1m8 x 2m. Và cái này là 2m2 nhé. 2m2 x 2m chứ không phải là 2m đâu. Đó, hàng này thì các bác yên tâm luôn. Nhận hàng các bác kiểm tra hàng thoải mái, rồi các bác mới phải thanh toán cơ. Đấy, nên là các bác cứ yên tâm, hàng xịn xò luôn. Và đây, dòng này thì nó rất là tuyệt vời. Con này cũng thế này. Mặt đằng sau này của nó nhé, nếu mà mùa mà nó lạnh lạnh, các bác có thể giải ngược cái mặt đằng sau này ra để các bác nằm. Đó, còn mùa nóng thì các bác có thể giải ngược ra. Con này có thể giặt được thoải mái nhé. Chiếu này có thể giặt được thoải mái chứ lại cũng không phải là không giặt được đâu. Đấy, nên là các bác có thể yên tâm. Các bác chỉ cần lấy cái bàn chải các bác chà qua thôi là sau một thời gian là nó sẽ sạch, mà phơi là rất là ok, rất là dễ dàng. Đó. Con này thì bên nhà em nó sẽ có những cái kích thước như sau. Đấy, em sẽ ghi và sẽ báo giá trực tiếp ở trên cái này cho các bác luôn này. Đầu tiên cho các bác đó là một cái chiếu 1,2. 1,2 này nhân 2m này. Các bác lưu ý con này là có một cái vỏ gối nhé, một gối. Đấy, giá của nó sẽ là 320.000. Bao ship toàn quốc luôn. 320.000 đồng bao ship toàn quốc luôn. Một chiếu 1,5 nhân 2m. Giá của nó sẽ là 340.000. Bao ship 1,6 nhân 2m. Giá của nó sẽ là 360.000. Bao ship 1,8 nhân 2m. 380.000. Bao ship 2,2 nhân 2m. Giá của nó sẽ là 400.000. Bao ship toàn quốc. Đấy, giá này là bên nhà em đã bao ship cho các bác rồi. Nhận hàng các bác kiểm tra hàng thoải mái, rồi các bác mới phải thanh toán, nên là các bác có thể yên tâm. Hàng của nó cực kỳ chất lượng luôn. Đấy, chiếu điều hòa. Đấy, kích thước của nó đây. Bao ship toàn quốc, nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái, rồi các bác mới phải thanh toán. Một cái mã tiếp theo. Hôm nay thì về thêm cho các bác một loại kính bơi của nội địa Nhật. Kính bơi này. Hàng của nội địa Nhật Made in Japan. Đấy, nó sẽ có cho chúng ta đó là hàng view luôn, hàng xịn xò luôn. Nguyên hộp này. Đó, tiện ngồi giới thiệu luôn cho các bác luôn. Nó sẽ gồm màu sắc của nó thì sẽ có màu màu đen và màu xanh da trời. Đấy. Cái này thì các bác có thể thay thế cho cái gọng này này. Đấy. Bác nào mà mắt hơi mặt bé thì mặt to thì các bác có thể điều chỉnh ở đây. Nó rất là tiện luôn nhé, hàng nội địa Nhật. Đấy. Xịn xò luôn. Hàng nét luôn nhé. Con này thì nó sẽ có điều chỉnh được để cái dây này để theo vừa cái khuôn mặt của các bác. Đấy. Khi nhận hàng thì các bác cứ kiểm tra hàng đúng như quảng cáo luôn. Đấy. Hàng mới nguyên hộp, hàng của nội địa Nhật. Con này thì bên nhà em đang có mức giá của nó 400.000 đồng thôi. Giá của nó chỉ có 400.000 thôi. Hàng này hàng VIP luôn. Các bác có thể mua một lần rồi các bác dùng thật sự với các bác luôn, là bỏ dùng cả đời cũng được. Tại vì các bác không vứt đi thì nó sẽ không bao giờ hỏng. Đấy, nó sẽ không bao giờ hỏng được cho các bác cái mã này. Và các bác cứ dùng đi, năm nay đi biển này thì các bác mang theo, sang năm lại cất đi mang theo. Đấy, rất là tiện lợi. Giá của nó sẽ là 400.000 và bên nhà em bao ship. 400.000 và bên nhà em bao ship cho các bác cái mã kính này. Đấy, kính bơi của Nhật, kính bơi nội địa Nhật, hàng của nội địa Nhật Made in Japan. Nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái,
Đấy. Kính này kính người lớn nhé. Bác nào mà cần kính trẻ em thì các bác cứ nhắn tin cho em sẽ tư vấn cho. 400k bao ship. Một cái mã sản phẩm tiếp theo. Một bộ áo điều hòa. Có cả mũ này, nó rất là tiện ở cái mũ này để khi mà các bác đi làm thì các bác có thể rút nó xuống. Đấy, là cái những cái hơi mát của nó sẽ vào trong áo này. Vào trong cái áo này và nó sẽ lên tận đầu của các bác, và cái này các bác có thể tháo ra được nhé. Bác nào không thích các bác có thể tháo ra được cái mũ này. Đấy. Một bộ quạt của nó này. Nó sẽ gồm cho các bác đó là pin, hai cái quạt và một cái củ sạc. Hàng của nội địa Nhật. Sử dụng điện từ 100 đến điện 240V, tức là điện nào các bác có thể sử dụng được. Pin của nó này. Dung lượng pin của nó lên đến 74.000 mAh, tức là các bác thoải mái sử dụng trong một ngày. Các bác sử dụng 100 một ngày thoải mái luôn. Đấy, các bác có thể ví dụ là nhà có bố mẹ hoặc là những người thân yêu mà đang đi làm công trình thì chúng ta có thể mua tặng, mua biếu bố mẹ anh em mình. Đấy, các bác về các bác lắp vào đây. Xong rồi các bác lắp vào áo nhé. Các bác lắp vào này, đây em test cho các bác này. Đấy, hàng của Nhật nhé. Chạy tốc độ chạy cực kỳ mạnh luôn mà nó cực kỳ mát. Cực kỳ mạnh và cực kỳ mát luôn. Cái này nhé, nó có những cái chắn này nên là các bác không sợ bị nó bị ấy vào người đâu. Không sợ bị chạm vào người, không sợ bị chạm vào thịt đâu. Hàng của nó thì hàng đẹp luôn, thương hiệu của nó là thương hiệu Akita. Akita nhé. Đó, một con quạt điều hòa, áo điều hòa như này. Nó sẽ gồm cho đây, ở đây nó sẽ có cả cái tốc độ để quá trình này. Đấy. Nhưng mà thường thường thì khuyến cáo các bác nên chỉ để mức 2 thôi. Đấy, mức 2 thôi. Thứ nhất là nó gió của nó vừa phải, nó không mạnh quá. Đừng mạnh quá, mạnh quá thì lúc mồ hôi ra thì chúng ta sẽ bị lạnh. Đấy thì chúng ta cứ để mức 1, mức 2 thôi. Thì mức 4 thì lại hơi mạnh. Đó, một bộ áo điều hòa. Áo điều hòa như em là các bác lưu ý là nhé, áo có mũ nhé. Tại vì trên thị trường bây giờ người ta bán nhiều cái loại không có mũ. Đấy, thì size số nhà em đều đầy đủ cả. Áo của nó chỉ có màu dàn di thôi. Đấy, nhà em đợt này về màu dàn di. Thực ra cũng có những cái màu khác nó không có mũ. Thế nhưng mà em bây giờ bỏ hết cái màu này đi. Không bán những cái màu này nữa. Tại vì làm sao? Nó không có mũ nên là đâm ra nó cũng bất tiện. Nhiều khi là cái mũ này các bác có thể tháo ra được. Nên là bán loại cho bác cái loại có mũ này. Đấy, thì để nhiều khi là các bác cho nó mát. Cho nó mát bên trong. 550k vào bên em bao ship cho các bác toàn quốc luôn nhé. Đấy, bộ quần áo điều hòa 550k bao ship. Không phải bộ quần đâu nhé, áo điều hòa thì em xin lỗi, em lại cứ nhỡ mồm. 550k bao ship toàn quốc cho các bác luôn. Đấy. À, đầy đủ size số, đồng giá, các size số chỉ có một giá thôi. Năm là 550k, hàng đẹp xịn sò luôn. Áo của nó cũng đầy đủ túi áo các nhé, để các bác để điện thoại các thứ vào cũng rất là tiện lợi. Một cái mã sản phẩm tiếp theo, một cái dòng quạt tích điện. Dòng này thì các bác nếu mà dùng thì thực sự với các bác luôn là không lo tốn điện luôn. Nó sẽ có cho các bác đó là một cái tấm pin năng lượng mặt trời. Một cái tấm pin năng lượng mặt trời và một cái quạt như thế này đây. Hàng của nó thì hàng đẹp luôn. Con này thì nó tích điện, sử dụng rất là lâu luôn. Tầm 8 đến 10 tiếng liên tục các bác có thể sử dụng. Bên ngoài của nó này, khung của nó khung inox. Khung inox nhé. Con này thì công suất của nó là 15W. Các bác cắm sạc đây. Cái tấm pin các bác đặt cắm vào đây. Cắm vào lỗ này. Ở đây nó sẽ có một cổng USB để các bác bí, các bác có thể cắm sạc điện thoại đều được. Và con này thì các bác bật nguồn nhé, bật quạt này, các bác bật nguồn đây. Đấy. Động cơ của nó là động cơ không chổi than. Nên là nó chạy rất là tiết kiệm luôn, 12 cấp độ. Nó sẽ có 12 cấp độ cho các bác. Và rất là ok luôn, các bác có thể tăng giảm. Và nó cực kỳ mát luôn, và cực kỳ ok luôn. Mất điện mà bác nào mà đang trông chòi, đi trông chòi hoặc là làm ở vườn tiêu điều cà phê, hoặc là ở nhà đơn giản là ở nhà mất điện, nhà chúng ta có trẻ nhỏ mà cũng chả phê trẻ nhỏ, mà khi chúng ta sử dụng cũng rất là ok luôn, nó rất là đa chức năng. Đấy, mất điện các bác có thể ban ngày thì các bác có thể cắm, vừa cắm sạc năng lượng mặt trời vừa dùng được. Đấy, ban đêm thì các bác rút ra và các bác không cần phải có một cái cắm điện nào được. Đấy, nó cũng có củ sạc, cái này dòng này nó cũng có củ sạc nhưng mà các bác không cần cũng được. Đấy, nếu mà ban ngày cả ngày chúng ta sạc thì chúng ta dùng qua một đêm thoải mái luôn. Đó, con quạt này thì nó sẽ có cái kích thước cho các bác luôn. Để em đo cho các bác kích thước nhé.
tổng chiều cao này, tổng chiều cao của con này nó sẽ rơi vào 42 cm, và lồng của nó này, cái lồng ngang của nó sẽ rơi vào 38 cm cái lồng ngang, và tổng chiều cao của nó sẽ là 42 cm. Hàng này hàng đẹp luôn nhé, dùng rất là bền, tay cầm sách ở đây này. Đấy. Và con này chạy rất là tít, rất là ok luôn. Sử dụng DC điện vào này, điện vào là 14-20V nên là các bác có thể chế cháo được. Tắt này. Đấy, mất điện mất đóm là các bác không lo lắng gì cả. Ngoài ra thì các bác cũng có thể chế độ pin, thì các bác có thể tháo bốn con ốc này ra. Pin trong này nó sẽ là pin 18650 và có thể thay thế cái cell pin ở trong này. Có thể thay thế cái cell pin 18650 ở trong này nhé. Con này thì hàng đẹp, chất lượng luôn. Và con này thì các bác yên tâm một điều đó là em đã test rồi, sử dụng thoải mái. Đấy, quạt này là quạt ngồi, quạt sổm hoặc còn gọi là quạt cóc. Mỗi nơi một vùng người ta sẽ có một cái tên gọi khác nhau. Và con này thì trước kia nếu mà như mà cái mùa mất điện thì nó sẽ rơi vào cửa tầm 1,5-2,000, thật sự với các bác luôn. Năm ngoái em bán là 1,8 đấy, nhưng mà năm nay giá của nó bao cho các bác giá ok luôn. Con này 950k và bên em bao ship, và còn đang dự đoán là sẽ mất điện nhé. Ở miền Nam là mất điện rất là nhiều luôn rồi đấy, nên là các bác có thể sử dụng con này 950k bao ship cho các bác cái mã quạt sổm này. 950k bao ship toàn quốc luôn nhé. Và bên nhà em các bác yên tâm một điều đó là nhận hàng đấy, kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác mới thanh toán, nên là các bác không phải lo bảo là hàng như nọ như kia đâu, hàng đảm bảo cho các bác luôn đấy. Mã quạt, cái mã quạt nữa này, có điều khiển luôn nhé, xoay tốt năng này. Đấy, nó có thể xoay tốt năng, có cả điều khiển, có cả xoay tốt năng. Ở đây thì nó có hiện giờ, tạm dừng, bật đèn. Đấy. Tắt đèn. Rất là tiện lợi luôn đúng không ạ? Con này thì có cả tấm pin năng lượng mặt trời này. Có cả tấm pin năng lượng mặt trời này, hai con đều có tấm pin năng lượng mặt trời nhé. Và con này thì nó sẽ có cả cái chỗ để các bác có thể cắm điện trực tiếp. Đấy, các bác có thể cắm điện trực tiếp này. Đấy, ngoài ra sạc năng lượng mặt trời thì các bác sẽ cắm vào đây. Cắm vào cái lỗ này. Nó có cả USB. Cả cái bộ này của nó sẽ gồm có hai cái bóng đèn cho các bác nữa luôn này. Mất điện mất đóm các bác có thể kéo bóng ánh sáng để ăn cơm, tiện lợi luôn. Và đây là đèn, và đây là cái bóng đèn của nó thì đây led này. Đấy, và các bác có thể điều chỉnh tăng tốc độ gió ở đây. Hàng đẹp luôn nhé. Một con quạt này là quạt cây, nó có điều khiển và có tấm pin. Đấy, nó có điều khiển và có tấm pin cho các bác luôn. Hàng cực kỳ ok luôn. Con này thì đây để em xin phép được đo cho các bác, tắt thì để đo cho các bác cái lồng cánh các thứ của nó nhé. Tắt này. Đây. Cái lồng của nó, cái lồng cánh của nó là 44 cm. Tổng chiều cao con này nó sẽ rơi vào 1m65. 1m65 đó là chưa rút. 1m65 đó là chưa em chưa rút cái thân này lên nhé. Nếu mà các bác rút cái thân này lên nó còn cao lên nữa. Đây, có thể rút thêm cao lên được nữa. Thêm được 40 phân nữa. 1m65. Hàng đẹp luôn. Một con quạt này thì rất là đa năng, đa tiện lợi. Hàng cực kỳ ok luôn. Đấy. Con này cũng là tích điện. Cái dòng này nó cũng là quạt tích điện nhé. Nên là đánh bay những cái cơn nóng mùa hè, oi bức, mất điện, mất đóm, đánh bay luôn. Hàng đẹp xịn sò luôn. Đấy. Hàng mới nguyên hộp cho các bác. Con này thì ở bên shop đang có mức giá đó là 950.000 đồng và bên em bao ship cho các bác cái mã này. Để em ghi luôn vào đây. Đây nó có tấm pin nhé. Ở đây thì nó có cái tấm pin cho các bác này. Đấy, cả tấm pin nữa. Đấy, một cái bộ của nó là như này. Đấy, các bác về các bác cắm cái tấm pin vào trên này. Để nó tự sạc. Cắm pin vào. Đó, đây các bác có thể nhìn thấy đây. Nó báo đèn đỏ này là đang sạc. Rút ra là tắt. 950k các bác lên cho em mã này, quạt cây tích điện nhé. Quạt cây tích điện 950k bao ship. Đấy, có cả hai cái bóng đèn nữa này. $950,000 với bên nhà em bao ship nhé. Cái mã sản phẩm tiếp theo. Hôm nay thì bên nhà em lại về thêm cho các bác một cái dòng củ sen nhé. Cái này là củ sen đấy các bác. Đấy, củ sen con này là có cả nóng cả lạnh nhé. Đây các bác điều chỉnh vặn nóng lạnh ở đây này. Vặn chỉnh nóng lạnh ở đây. Hàng đẹp luôn nhé.
Con này cũng có cái vòi xả tự do, nó sẽ có một cái vòi xả tự do và một cái đường lên bát cho các bác. Đấy. Ngoài ra thì đầy đủ cái bộ phận của nó sẽ là chân chữ Z các thứ là sẽ đầy đủ. Đấy, chân chữ Z các thứ này đầy đủ cho các bác luôn. Đó. Con này thì thương hiệu của nó là Okazamachi. Okazamachi. Hàng cực đẹp luôn nhé. Nó sẽ gồm cho các bác đó là một cái củ sen, một cái bát sen, một cái dây cấp. Đấy. Và một cái giá, một cái giá treo sen như thế này. Chọn bộ, một bộ của nó. Đấy, một bộ của nó, bát sen của nó này. Rất là đẹp luôn, thương hiệu của nó là Okazamachi. Đấy, hàng cực kỳ ok luôn nhé. Đấy, bên trong của nó này các bác có thể nhìn thấy đấy. Rất là thanh mảnh thôi, rất là thanh mảnh nhưng mà rất là chất lượng nhé. Các bác có thể chọn là chỉnh xả tự do hay là xả đều ok. Đấy, xả tự do hay xả bát sen đều rất là tiện lợi, rất là xịn sò luôn. Và con này thì nó rất là dễ sử dụng. Nó rất là dễ sử dụng nhé. Có cả nóng cả lạnh nhé. Nó sẽ điều phối cho các bác là cả nóng cả lạnh cho các bác. Đây. Rất là tiện lợi và xịn sò. Đấy. Vặn này. Vặn rất là xịn sò luôn. Con này thì bên nhà em đang có mức giá của nó. Nó sẽ là 650.000 đồng. 650k. Và bên nhà em bao luôn phí ship cho các bác. Các bác lên cho em mã này là mã củ sen. Cây sen Orama. Đấy. 650.000 đồng. 650k. Hàng mới luôn nhé, hàng mới. Các bác có thể nhìn thấy đây, em có thể bắt test thử cho các bác, bắt thử cho các bác có thể về các bác cứ bắt luôn nhé. Cái này thì các bác bắt vào tường như cây sen bình thường thôi. Đấy. Vào đây, các bác bắt bắt sen vào đây thôi. Xoáy ra, các bác bắt cái sen vào đây. Cái bát sen tắm vào đây. Là các bác có thể sử dụng được. Đấy. Rồi. Đấy. Và các bác điều chỉnh thì các bác điều chỉnh ở đây. Đấy, off này, on này. Đấy, là nó sẽ tự pha, các bác tự pha nóng lạnh nhé. Đây các bác vặn sang bên trái là xả tự do, còn vặn sang bên phải là tắm. Còn là các bác muốn chỉnh nóng lạnh thì các bác sẽ chỉnh ở cái đoạn ở giữa này. Đấy, là tự nó sẽ trộn nước, tự nó sẽ trộn nước cho các bác luôn. Hàng xịn sò luôn. Thương hiệu của nó là thương hiệu Okazamachi, hàng nội địa Nhật nhé. Hàng nội địa Nhật, hàng đẹp luôn nhé các bác nhé. Hàng này hàng hiếm luôn đấy. Đấy, củ sen này. Hàng cực kỳ hiếm và xịn sò luôn. Đấy, các bác bắt cái bát nữa vào đây là xong. Bắt cái bát nữa vào đây là xong. Nó sẽ đầy đủ cho các bác đó là cả giá treo các thứ đầy đủ luôn. Cả chữ Z 650k và bên em bao ship. Đấy, màu của nó như này nhé. Màu của nó như này. À, các bác lên cho em mã này là mã củ sen. Củ sen 1 đi, bộ củ sen 1 cho nó dễ. Nó giòn giếc các thứ đầy đủ hết nhé. Đấy, về là chỉ việc lắp lên và dùng thôi. Về các bác chỉ việc lắp lên và dùng thôi. Và cái hàng này là hàng độc hiếm luôn nhé. Hàng hiếm luôn. Ở đây em hình như có 2 hay 3 bộ thôi. Về được 2 hay 3 bộ thôi. 650k. Củ sen 1. Các bác lên cho em mã này. Mã củ sen 1. Đây để em ghi luôn vào đây nhé. Mã 1 nhé. Bộ củ sen mã 1. Cho nó dễ. Không đến lúc mà lại nhầm lẫn. Mã 1. 650k. Bộ củ sen mã 1. 650k. Đây, một cái bộ củ mã thứ hai luôn, giới thiệu luôn để nó bị nhầm lẫn luôn. Thì nó sẽ là một cái bộ củ sen phổ thông như thế này. Đấy, nó là bằng inox bóng nhé. Nó là bằng inox bóng. Hàng đẹp luôn này, lõi bên trong của nó này. Con này thì rất là đơn giản thôi, các bác bắt thì nó như bình thường thôi. Còn đây là cái bát sen của nó, dây cấp thì nó cũng bình thường, không có cái gì khóa nổi trội cả. Đấy. Con này thì inox bóng mạ chrome. Đây. Em Dân này, xin chào các bác này. Đấy, ở đây các bác có thể chỉnh tia. Cái này ở đây thì các bác có thể chỉnh tia này. Các bác có thể chỉnh tia. Đấy, đúng chỉnh tia. Đây. Ở đây các bác có thể chỉnh tia ở cái bát sen này. Hàng đẹp luôn nhé. Các bác về các bác cũng bắt như thế thôi. Bình thường thôi. Sen bóng các bác có thể nhìn thấy không? Em có thể soi gương được. Đây, em có thể soi gương được. Này. Đấy. Các bác lên cho em mã này là mã bộ củ sen 2. Đấy. Củ sen mã 2 nhé. Củ sen, bộ củ sen mã 2. Củ sen 8. Con này bên nhà em cũng có mức giá đó là 650k bao ship nhé. Đấy, bộ củ mã 2 này, mã 2. 650k. Bao ship toàn quốc cho các bác luôn. Mã 2 650.000 đồng và bên nhà em bao ship toàn quốc cho các bác. Hàng đẹp luôn nhé. Đấy, hàng nội địa Nhật, hàng nội địa Nhật, sen bóng. Loại này là loại sen bóng. 650k. Còn một cái bộ nữa này. Cũng đầy đủ nhé, tất cả thì nó sẽ đầy đủ cho các bác là chữ Z này. Chữ Z để các bác bắt này, bát sen này, dây sen này, và cái giá treo sen đầy đủ luôn.
Con này thì là sen mờ. Đấy, hàng cũng là hàng của nội địa Nhật. Đấy. Con này thì củ sen mờ. Giá của nó thì sẽ mềm hơn nhé. Đầy đủ bộ phận như theo như thế này. Các bác lên cho em mã này là mã 3. Mã 3 đây. Mã 3, 550k bao ship. Mã 3, 550k. Các bác lên cho em mã này là mã 3, 550.000 đồng với bên em bao ship nhé. Đấy. Con này là củ mờ. Nhiều bác không thích củ bóng thì các bác có thể dùng củ mờ, hoặc là bác có thể lắp cho cái phòng, những cái dãy phòng trọ thì chúng ta cũng không cần phải loại xịn như những dòng kia, thì chúng ta dùng những dòng này, dòng mờ thì nó sẽ tiết kiệm được chi phí. Nó cũng là hàng xịn nhưng mà nó sẽ tiết kiệm được chi phí hơn những cái dòng bóng kia. Dòng bóng kia thì nó đắt đỏ hơn. Đó, dây của nó đây, đầy đủ cả bộ các thứ luôn. Đấy, 550k một cái bộ, cả bộ như này, và bên em bao ship. Các bác lên cho em mã này, mã củ sen mờ. Củ sen mờ nhé, 550k bao ship. Hàng đẹp xịn xò luôn. Và riêng hàng như em thì các bác yên tâm một điều, đó là cứ nhận hàng rồi các bác kiểm tra hàng thoải mái rồi mới phải thanh toán nhé. Một cái mã sản phẩm tiếp theo, một cái mẫu vòi Larabo. Vòi Larabo này, con này là vòi Larabo vuông. Con này thì tương đối là cao. Những cái chậu rửa hoặc là các bác nào mà muốn chậu nó cao thì các bác có thể sử dụng. Nó sẽ đầy đủ cho các bác, đó là những cái bộ phận của nó, giá treo này, dây cấp này thì chắc chắn là sẽ phải đầy đủ rồi. Đây, bên trong của nó đây, bên trong của nó đây, kích thước của nó nhỉ, để em đo cho các bác cái tổng cái chiều cao. Con này khá cao đấy. Hàng này thì thực sự ra với các bác luôn là nhiều bác kiếm mà không được. Ví dụ những cái chậu mà bác làm chậu nổi thì nó đã mất 3-40 phân rồi, còn thì con này rất là vừa luôn. Đây, dòng này là dòng vuông bóng. Tổng kích thước của nó lên đến 30,5 cm. Tổng kích thước của nó lên đến 30,5 cm nhé. Con này thì kích thước của nó vuông, nó sẽ là hơn 4 cm một chút. Và nó có thể, nó đua dài ra này, nó đua dài ra đến 15,5. Nó đua dài ra đến 15,5 cm. Đấy. Hàng này của nó là hàng nội địa Nhật nhé, nên là các bác dùng cũng rất là ok. Đấy. Bên trong lõi của nó thì rất là đơn giản thôi. Nó sẽ có cho các bác đó là nước, hai cái ống này, nó sẽ lên cái vang ở đây, và nó ra vòi này thôi. Nó đơn giản nên là nó cũng không quá là nặng hay là không quá là cầu kỳ. Dòng này in nước bóng, các bác về các bác lau qua đi là nó sẽ ok, sạch sẽ, đầy đủ bộ phận cho các bác, dây cấp, dây keo các thứ sẽ đầy đủ. Đấy, những cái dòng dây cấp, dây củng này các thứ là sẽ đầy đủ cho các bác luôn. Màu của nó là màu trắng, màu của nó là màu inox bóng. Con này thì ở bên nhà em đang có cái mức giá của nó sẽ là 600k, và bên em bao ship 600k và bên em bao ship nhé. Các bác lên cho em mã này, mã vòi Larabo vuông bóng, 600k bao ship. 600k bao ship, hàng của nội địa Nhật Made in Japan nhé. Hàng của nội địa Nhật Made in Japan. Hàng đẹp luôn. Hàng đẹp và xịn sò luôn. Mà giá lại mềm nhé. Chỉ có 600 ngàn đồng thôi. Mà lại còn bao cả ship nữa cho các bác luôn. Đấy. Nhận hàng các bác kiểm tra hàng, thanh toán đúng như cái mẫu em đang giới thiệu trên video đây. Đấy. Không đúng không thanh toán. Không đúng không thanh toán. Nên là các bác có thể yên tâm nhé. Hàng đẹp luôn. Một cái mã tiếp theo. Một số những cái mẫu vòi chậu. Vòi chậu này. Vòi chậu rửa bát này. Đấy. Vòi chậu rửa bát. Con này thì em có dạng due và dạng không due. Đấy, dạng due và dạng không due, nó hai hãng khác nhau. Thì em sẽ xin đi và giới thiệu từ từ nhé. Cái vòi due này thì như các bác đã biết rồi, lần trước em đã giới thiệu cho các bác một lần rồi. Thương hiệu của nó là thương hiệu của Okazamachi. Hàng của nội địa Nhật. Hàng cực kỳ đẹp luôn nhé. Nó sẽ có cho các bác đó là cái dòng dây cấp nóng lạnh đầy đủ. Này, để em xoáy ra. Đây. Bên trong của nó này. Hàng xịn luôn. Nói chung là hàng này thì hàng chất lượng rồi. Các bác yên tâm là nhận hàng cứ kiểm tra hàng. Riêng hàng nhà em dân là các bác cứ kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác mới phải thanh toán, chứ không phải vội vàng gì cả. Đây. Các bác về các bác lắp vào. Đây, các bác lắp vào. Đây, các bác cứ về các bác lắp vào thoải mái cho nhà em. Hàng này bát duya nhé. Các bác có thể xoay 360 độ này. Đấy, xoay 360 độ này. Cần gạt nóng lạnh của nó này. Cần gạt nóng lạnh của nó này. Thương hiệu của nó là Okazamachi. Thương hiệu của con này là thương hiệu của Okazamachi. Hàng cực kỳ đẹp luôn nhé. Hàng đẹp, chất lượng luôn.
Đấy. Con này thì ở bên nhà em đang có mức giá của nó sẽ là 450.000 đồng. 450k và bên nhà em bao ship nhé. 450k bao ship cho các bác. Các bác lên cho em mã này, mã Larabozue. Hoặc là các bác có thể gửi hình ảnh cho em nhé, chụp ảnh gửi qua Zalo cho em. Cái số hotline em đang để ở góc màn hình đây. Hai số hotline em, các bác gửi Zalo số nào cũng được. Loe 450k. Loe, các bác lên cho em mã loe nhé, 450.000 đồng bao ship. Tại sao em lại gọi nó là loe? Đây, tại vì bát của nó loe này. Đấy, cái bát của nó loe này. Đấy, nhận hàng thì em thì các bác kiểm tra hàng thoải mái. Đấy, các bác chỉnh cái đầu vòi đây này, nó sẽ có hai loại thì các bác chỉnh ra. 450.000 đồng bao ship. Còn một cái loại loe nữa này, loe nước lạnh không này. Đấy, loe nước lạnh không này. Thì đây. Thì nó chỉ đơn giản là lắp xuống lấy thôi, xong là các bác ấy đây. Con này thì con loe này thì rất là ok luôn. Đấy, cũng thế này. Đấy, nước nguyên nước lạnh không thì nó chỉ có đơn giản như này thôi. Các bác cũng có thể xoay 360 độ. Đấy, và cái gạt này đây, các bác gạt mở ra và đóng thôi. Hàng đẹp luôn nhé. Con này thì đơn giản, giá của nó mềm hơn. Giá của nó sẽ là 250k. Đấy, các bác lên cho em mã này nước lạnh Rue, lạnh Rue nhé. Lạnh Rue, hoặc là các bác chịu khó giải thích cho em tí thì là nhân viên là em sẽ hiểu. Còn không, nếu mà các bác muốn nhanh nhất thì các bác chỉ cần đọc chữ lạnh Rue. Lạnh Rue là nhân viên nhà em biết. Lạnh Rue 250k. Lạnh Rue 250k bao ship. Một cái mã tiếp theo. Đây. Một cái mã nước lạnh. Con này thì hàng của Toto. Hàng của Toto. Ừ. Con này thì nó đơn giản thôi. Nó cũng chả có Rue hay là chả có gì cả. Đơn giản chỉ là một thanh lên như này. Đây là dành cho bác nào thích sự đơn giản. Thì chắc chắn là cái này sản phẩm như em thì nó sẽ đầy đủ cho các bác đi theo. Và đầy đủ sẽ là dây cấp các thứ, nó sẽ đầy đủ cho các bác. Riêng con nóng lạnh thì có dây cấp, nhưng còn con nguyên nước lạnh không thì nó sẽ không có cái gì cả. Nó chỉ có cái vòi thôi nhé. Đấy. Hàng của Toto. Các bác về các bác đấu ở chân cho em. Hàng của Toto nó sẽ khác này. Hàng xịn sò luôn. Hàng xịn sò luôn. Giá của nó cũng thế nhé. Giá của nó cũng là 450k bao ship. Giá của nó cũng là 450k bao ship nhé. Đấy. Nhưng mà hàng thì nó hãng khác nhau. Nó là các hãng khác nhau. Đấy. Các bác lên cho em mã này. Mã vòi Toto. Vòi Toto nóng lạnh. Toto nóng lạnh này. 450k vào bên nhà em bao ship. 450k bao ship. Cái dòng này là dòng vòi chậu rửa bát Toto nhé. Toto nóng lạnh 450.000 đồng ở bên nhà em bao ship luôn. Cho các bác cái mã này. Một cái mã tiếp theo. Đấy, một cái vòi vòi xoay này. Đấy, các bác muốn chỉnh tia theo kiểu nào thì các bác vặn theo kiểu đấy. Ở đây thì tia theo kiểu, một cái là kiểu nước mưa và một theo kiểu là nó sẽ ồ ạt, nó chảy ra. Đấy, thì các bác muốn chỉnh theo kiểu nào thì các bác vặn theo kiểu đấy. 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 Hoặc là các bác có thể chỉnh ở hai đầu này cũng được này. Đấy. Nó có, các bác có thể xoay bất cứ chiều nào, cứ xoay xuống là nó sẽ chảy nước theo kiểu xuống dưới như này. Đấy. Con này thì nguyên nước lạnh không nhé. Con này thì nguyên nước lạnh không. Đấy. Hàng này thì hàng của Toto. Hàng này hàng của Toto này. Đấy. Hàng nội địa Nhật Made in Japan. Hàng của Toto, hàng nội địa Nhật Made in Japan. Đấy, hơi sợ, hơi bóng nhỉ. Dòng này thì nó sẽ không có dây cấp đâu nhé. Hàng này thì nó sẽ không có dây cấp. Đấy, các bác có thể chỉnh này, bốn phía này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, các bác có thể xoay ngược, xoay xuôi, xoay trái, xoay phải đều được. Hàng này rất là bền. Nó rất là bền và rất là xịn sò, nhưng mà nó chỉ có nguyên nước lạnh. Đấy, nó chỉ có nguyên nước lạnh. Và con này có bác có thể xoay ở đây nữa này. Đấy, ví dụ là dùng xong, các bác để này, dùng xong các bác gấp lại. Đấy, để đỡ tốn diện tích của cái chậu rửa, các bác cũng vặn ra. Vặn sang. Đấy. Nó hơi mất thao tác một chút, nếu mà các bác nào dùng quen con này rất là ngon luôn. Nguyên nước lạnh không nhé. Con này thì bên nhà em đang có mức giá của nó sẽ là 400k. Đấy. Các bác lên cho em mã này, mã vòi chậu gạt nhé. Vòi chậu gạt. Gạt này. Hoặc là cái chỗ này xoay này. Đấy. Rất là đẹp luôn, vòi chậu gạt 400k và bên nhà em bao ship cho bác cái mã này luôn. 400.000 đồng và bên nhà em bao ship nhé. Vòi chậu gạt này. Hàng đẹp luôn. Đấy, nhận hàng thì các bác bên nhà em thì các bác cứ kiểm tra hàng thoải mái. Nhận hàng, kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác mới phải thanh toán nhé.
nên là các bác cứ yên tâm, không phải là bảo là không được kiểm tra hàng hay các thứ đâu. Đấy, hàng đẹp xịn sò luôn, nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái, 400k vào bên em bao ship. Cái mã sản phẩm kế tiếp bên em xin giới thiệu cho các bác đó là một cái dòng combo hộp đựng thực phẩm. Nó gồm có cho các bác đó là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 món. Một combo hộp đựng thực phẩm 8 món và nó có 1, 2, 3, 4, 5 loại cho các bác luôn. Ở hàng này thì toàn bộ của nó là hàng nội địa Nhật. Các bác có thể sử dụng được cả trong lò vi sóng nhé. Cái dòng này thì các bác có thể sử dụng trong lò vi sóng được giúp em này. Hàng này thì bao cho các bác bao chất luôn. Đấy. Hàng của nội địa Nhật Made in Japan nhé. Khi các bác nhận hàng các bác cứ kiểm tra hàng thoải mái cho em này. Đây này, các bác có thể nhìn thấy này. Ở đây thì nhà em nó hơi bóng ánh sáng. Hàng của nội địa Nhật Made in Japan. Hàng này thì thực sự với các bác luôn rất là chất lượng. Cái nắp của nó này. Nắp nhựa của nó rất là dẻo. Các bác có thể bẻ như nào thì bẻ nhé. Đây, bẻ như nào thì bẻ. Đây, khi các bác lắp vào này. Rất là khít luôn. Đấy, khi bác lắp vào nó rất là khít và rất là đẹp xịn sò. Đó, các bác lên cho em mã này là mã combo hộp thực phẩm. Giá của một cái combo này chỉ có 280.000 đồng thôi. 280k vào bên nhà em bao ship nhé. Nó sẽ gồm cho các bác đó là 3 cái 300ml. 3 cái 300 này. 2 cái 600. 1 cái 900. 1 cái 1350 và một cái của nó là 2200. Đó, chọn một cái bộ combo hộp đựng thực phẩm này, hàng đẹp và giá lại còn vô cùng tốt luôn nhé các bác nhé. Đó, thì các bác nhanh tay đặt hàng thì liên hệ trực tiếp với số hotline của bên nhà em đang để ở góc trên màn hình như thế này đây. 0982 834004 hoặc 0915 402977 nhé. Em Dân đến từ An Lão, Bình Lục, Hà Nam và em ship code toàn quốc các bác nhé. Đấy, cứ đơn trên 200k là bên nhà em sẽ bao ship cho các bác luôn. Đấy, combo hộp đựng thực phẩm. Cái mã sản phẩm kế tiếp bên em xin giới thiệu cho các bác. Đó là một cái dòng ấm đun nước nhé. Ấm đun nước của thương hiệu Kasai Villa. Dòng này thì nó sẽ là đun nước, nó sẽ không phải là siêu tốc. Đấy, con này thì đây, các bác mở nắp này. Hàng cực kỳ ok luôn. Dung tích của con này là 3,5 lít. Dung tích của con này là 3,5 lít. Inox nhé, bên ngoài của nó là nó phủ có một lớp sơn tĩnh điện cho các bác. Hàng cực kỳ đẹp luôn. Con này thì bên shop em đang có mức giá của nó sẽ là 400.000 đồng. Và bên nhà em bao ship hàng của Kasai Villa, hàng chính hãng luôn. Các bác có thể đun bếp ga, bếp từ, bếp điện đều rất là được. Con này rất là đẹp. Đấy, bên dưới này bằng inox nên là nó rất là bền. Các bác đun bắt từ các thứ rất là tuyệt vời nhé. Nắp vung của nó đây. Hàng ok luôn. Các bác lên cho em mã này là mã ấm siêu tốc của Kasai, ấm đun nước em xin lỗi. Ấm đun nước của Kasai Villa 400.000 đồng và bên nhà em bao ship nhé. Ấm đun nước 400k bao ship. Cái mã sản phẩm tiếp theo, một cái dòng quạt hút này. Quạt hút của Panasonic. Hàng cực chất luôn nhé. Con này thì này, nó sẽ có cái nắp này, các bác có thể tháo ra. Để em tháo ra em review cho bác luôn. Đây, bên trong của nó là quạt đây. Đấy. Con này thì thông số của nó, đời của nó là đời cực kỳ cao luôn, đời 2022. Hàng mới nguyên hộp luôn nhé. Hàng mới còn nguyên hộp luôn, chưa qua sử dụng luôn này. Panasonic này. Con này thì sẽ sử dụng điện 100V nhé. Sẽ tặng kèm thêm cho các bác cục đồi nguồn nên là các bác phải lo. 7,6 đến 9,3W. Hàng đẹp luôn. Đời 2022, đời cực kỳ mới. Đấy, các bác có thể check thoải mái luôn. Con này thực sự với các bác luôn, trên thị trường mới. Bây giờ giá của nó đang đâu đó là khoảng 2,5 triệu một cái. Không nói điều một câu nào luôn. Các bác cứ chụp ảnh của nó lại. Đây, đúng mã của nó là FI17C8. Đây, các bác cứ chụp lại đúng màn hình. Đây, các bác cứ check đúng cái mã này. Đấy, tất cả ở trên hệ thống của nó là nó rơi vào đâu đó là sẽ là tầm 2,5 triệu một cái. Nhưng mà bên nhà em là hàng này là hàng siêu thị thanh lý, hàng chuẩn chỉ luôn. Giá của nó thì nhà em có mức giá chỉ có 1 triệu đồng thôi. Đấy. Và đặc biệt những con này thì các bác có thể về làm quạt hút mùi, hút vệ sinh các thứ đều được. Và nếu mà nó cái chỗ này mà các bác nhiều khi các bác bảo là vướng không ấy được thì các bác có thể bỏ ra. Đấy, các bác có thể bỏ ra, cái này nó cũng hút trực tiếp lên trên vào trong hộp kỹ thuật của các bác được. Đấy, các bác về các bác chỉ việc đấu điện là thôi, điện thì các bác đấu vào đây. Đấy, con này thì cái kích thước của nó nhé, cái kích thước của con này thì các bác có thể để cho em lỗ là bắt đầu từ nhỏ nhất. Để lỗ nhỏ nhất của nó là 17x17 là các bác đã đút vừa rồi. 17x17 này. Đấy là các bác đút vừa rồi. Còn mà nếu mà lỗ mà chẳng may các bác muốn có để rộng rồi thì nó sẽ được lên đến 24cm cơ. Cái này nó có thể che được cái phủ của bác là hơn lên đến 24cm. Đấy là cái mặt nhựa bên ngoài này nó có thể che vào được. 24x24 này. Đó. Máy hút mùi, quạt hút mùi của Panasonic nhé. Các bác có thể vừa làm quạt hút, vừa có thể làm hút mùi vệ sinh cho vào hộp kỹ thuật luôn được. Không phải lo lắng gì cả. Đấy. Hàng chất lượng luôn. Đây. Xịn sò nhé.
con quạt hút mùi của Panasonic này thì bên nhà em đang có mức giá của nó đó là 1 triệu đồng, và bên nhà em bao ship. Cần thiết thì các bác lắp lại và ống này, còn không các bác có thể bỏ ra. Hàng xịn sò luôn, hàng của nội địa Nhật nhé. Này, 1 triệu đồng bao ship máy hút bụi của hai máy quạt hút mùi của Panasonic. Cái mã sản phẩm tiếp theo, một cái dòng bơm 2 ti bơm dẫn chân này, con này thì rất là ok luôn. Các bác thấy không, bơm rất là khỏe luôn nhé, nó bơm rất là khỏe luôn. Về đợt này về số lượng rất là nhiều, khung của nó, khung sườn của nó bằng khung thép rất là chắc chắn, bền đẹp luôn. Ở đây thì đồng hồ của nó là đồng hồ áp lực các bác nhé, dây của nó dây cũng chịu áp lực cực kỳ tốt luôn. Các bác có thể bơm dòng ô tô 4 bánh, ô tô con, ô tô tải thì không bơm được. Đấy, ô tô con, ô tô xe máy này, bơm bóng đá này, bơm xe đạp, xe máy thì quá tuyệt vời luôn cái dòng này. Nhà bác nào cũng cần có một cái để mà khi mà chúng ta sử dụng ý, thì sáng ra hết hơi cái thì khỏi phải đi bơm nhờ với khỏi đi mượn, rất là tiện lợi. Hoặc cái con này các bác cũng có thể để trong cốp xe của nó cũng rất là ok. Hai ống xi lanh của nó thì rất là chắc khỏe, bền đẹp. Hoặc có hai ống xi lanh này, khung sườn bằng thép. Khi mà dùng xong các bác gấp lại, gạt xuống thì nó sẽ khóa lại nhé, nó sẽ khóa chốt lại thì rất là an toàn và rất là dễ sử dụng, gọn nhẹ. Đấy. Còn bơm 2 ti 2 xi lanh này, hàng của nội địa Nhật Stanley Made in Japan nhé. Cái mẫu này thì bên nhà em đang có cái mức giá của nó đợt này cũng vô cùng tốt. Cũng là 200k và bên nhà em bao ship toàn quốc cho các bác nhé. Nhận hàng các bác cứ kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác có thể thanh toán. Đấy, là rào giá đảo em cũng giao được. Côn đảo hay là các thứ. 200k. Bao ship 200.000 đồng và bên nhà em bao ship cho các bác. Cái mã này là mã bơm 2 ti bơm dẫn chân các bác nhé. Một cái mã tiếp theo này, xin giới thiệu với các bác một số những cái bộ dao nguyên hộp luôn này. Một bộ này, hai bộ này, ba bộ này. Đấy, ba bộ này là ba loại khác nhau luôn. Đầu tiên thì xin giới thiệu cho các bác đó là một cái bộ dao của Nhật. Hàng thì khi các bác nhận hàng mới là nguyên hộp nhé. Hàng khi các bác nhận hàng nguyên hộp này. Thương hiệu con này là thương hiệu Groban này. Thôi để em giới thiệu luôn vào đây để các bác đỡ mất thời gian. Đầu tiên của nó thì nó sẽ có một cái kéo cắt thực phẩm. Hàng của Groban này. Chất luôn nhé. Hàng đẹp, hàng chất luôn. Xịn sò. Con này các bác cắt thực phẩm thì tuyệt vời luôn rồi. Cắt bún, cắt nem, cắt các thứ thì yên tâm. Đấy, không sợ bị hen gì. Không sợ bị hen gì luôn. Đó là cái mã đầu tiên. Con này thì cân trọng lượng cho các bác luôn. 200g. Trọng lượng của nó là 200g. Tiếp theo đó là một cái liếc mài dao. Cái liếc mài dao này thì trọng lượng của nó đây là cũng gần 200g. Cái kích thước của nó nhé, nó rơi vào 29,5cm từ phần lưỡi phần cán 19. Đó. Đó là cái liếc mài dao. Một cái con dao gọt hoa quả trái cây, quên mất nãy không giới thiệu cho các bác, thì để tí nữa em sẽ giới thiệu cho các bác. Con dao gọt hoa quả trái cây thì con này có em có bán lẻ. Hàng của Groban này. Japan này. Hàng cực xịn luôn. Đây, các bác có nhìn đấy. Đẹp, không thể chê đều được. Con này rất là sắc nhưng gọt hoa quả rất là ok mà nó rất là cứng cáp. Đấy, cán liền thân nhá. Tất cả là cán liền thân. Tay này có cái độ nhám để chống các bác chống chân trượt, ví dụ tay đang dầu mỡ này, các bác này mà các bác con này mà các bác làm cá ấy, làm lòng cá lòng gà tuyệt vời luôn này. Đấy, vừa gọt hoa quả mà các bác có thể vừa làm được những cái lòng gà lòng cá. 100g. Kích thước của nó là 21 từ phần lưỡi phần cán 11. Một con dao thái. Con dao thái thì chắc các bác nãy xem em giới thiệu rồi, con dao thái lẻ nhưng thôi vẫn phải giới thiệu cho các lại cho các bác. 200g. Đấy. Tổng chiều dài 30cm từ phần lưỡi phần cán 17.5. Và bản dao của con này sẽ là 5cm. Hàng đẹp luôn nhé các bác nhé. Hàng đẹp luôn và nó rất là sắc. Đấy, cái độ sắc của nó thì các bác yên tâm luôn, đây để em không phải lấy cái gì mà bảo là giấy làm cái gì cho nó hoa mỹ ra. Túi bóng này. Này, các bác nhìn thấy cái túi bóng này. Đấy. Là cái dòng dao thái này nó chơi được hết. Cái túi bóng mà nó còn cắt đây nhé, em cắt chậm cho các bác xem này. Em còn sợ đứt tay. Đấy, đấy. Rất là sắc bén luôn. Đấy. Hàng của Gunbo cắn liền thân, con này các bác thái thịt bò thì ngày Tết hay là những ngày có dịp gì mà các bác cầm đi mà thái thịt bò các thứ thì tuyệt vời luôn này. Đấy, thái thịt sống thì chín đều ok. Đấy. Một con dao chặt. Con dao chặt G50 nhé, G50 là dao chặt các bác nhé. Dao chặt thì cầm nó vẫn nặng hơn một chút. Trọng lượng của nó là 500g. Ở cái phần kích thước của nó thì nó sẽ rơi vào từ phần lưỡi phần cán của nó là 31,3cm. Tổng chiều dài là 31,3, từ phần lưỡi phần cán này là 20.
và bán dao con này nó sẽ rơi vào 8,3. Con này con dao chặt, chặt xương gà, xương vịt, xương lợn, nhưng mà xương lợn thì những cái xương to, xương ống thì các bác hạn chế. Con này vẫn chặt được nhưng mà nói chung là nó chỉ chặt trong gia đình thôi. Và một con dao thái bản lớn. Đấy, một con dao thái bản lớn này. Con dao thái bản lớn thì sống mỏng hơn và nó cũng nhẹ hơn nhé. Đấy, nó cũng nhẹ hơn cho các bác rất là nhiều luôn. Con này thì trọng lượng của nó là nó rơi vào cỡ 300 g thôi. Thái bản lớn của nó chỉ rơi vào 300 g. Đó. Đây. Hàng đẹp luôn, để em đo cho các bác cái kích thước này. Tổng chiều dài của nó sẽ rơi vào là 19, từ phần lưỡi đến phần cán là 29, từ phần lưỡi đến phần cán là 18 này, đến đây là 18 này. Bản dao của nó sẽ rơi vào 8,3 cm này. Con này thì tất cả toàn bộ là cán liền thân nhá, có cái chỗ này độ nhám chống trơn trượt để các bác có thể thái các thứ hay cầm để nó tay nó đang dính mỡ ấy, thì nó không bị tuột dao ra được. Hàng này hàng đẹp luôn nhé. Đấy, và cái bộ dao của nó đây. Cực đỉnh luôn. Bác để vào bàn bếp nó sang cái bộ bàn bếp của các bác lên luôn. Mà giá của nó nhé thì bao cho các bác là giá mềm luôn, 850.000 đồng nhé. 850k và bên nhà em còn bao cả phí ship cho các bác luôn. Đấy, 850k bao ship toàn quốc cho các bác luôn nhé. Bộ dao Nhật. Đấy, bộ dao Nhật 850k bao ship. Hàng đẹp, hàng đỉnh luôn. Đó, đó là bộ dao Nhật đầu tiên này. Bộ thứ hai. Bộ thứ hai đó là một bộ dao của Đức. Đấy, hộp này của nó cũng là hộp inox luôn này. Các bác mà đặt vào trang trí thì quá là tuyệt vời luôn này. Đấy, còn một bộ dao VIP hộp gỗ cuối thì tí nữa em sẽ giới thiệu. Đó. Bộ này của nó sẽ gồm có cho các bác là những cái món như sau. Đầu tiên của nó thì vẫn không thể thiếu được, đó là cái kéo cắt. Con này thì kéo của cắt của nó là cắt gà vịt thực phẩm. Đấy, con này cắt được cả gà vịt luôn nhé. Hàng này thương hiệu Willing của Đức. Đỉnh luôn, cán liền thân nhé. Nên là các bác có thể cắt những cái xương gà cứng các bác cũng cắt được. Chỉ sợ là ví dụ nó cứng quá mà cái sức các bác không đủ cắt thôi. Đấy. Thì cái này cho anh em trẻ mà tí cắt thoải mái luôn. À, ngồi ăn nhậu mà có con gà mà ngại mang dao thớt ra thì con này rất là ok luôn này. Đấy, kéo cắt thực phẩm này. Một cái kéo thực phẩm này trọng lượng của nó là 200g nha các bác nhé. Một cái liếc mài dao này. Cái liếc mài dao này, nhỏ nhỏ xinh xinh rất là đẹp luôn. Thực ra cái này còn lâu các bác mới dùng đến nhưng mà thôi em vẫn cứ giới thiệu. 19,3 cm, từ phần lưỡi phần cán là 19. Xong là các bác dùng xong nhưng các bác lại đặt vào vị trí. Đấy, để trên bàn bếp. Một con dao gọt trái cây. Cán toàn bộ của nó là cán liền thân các bác nhé. Cán toàn bộ của nó là cán liền thân. Hàng của Willing của Đức. Hàng Willing của Đức. Con này con gọt trái cây này. Trọng lượng của con này thì là chưa đến 100g luôn. Rất là nhẹ luôn. Đấy, như em giới thiệu đây, các bác làm lòng gà, lòng vịt thì thoải mái luôn. Kích thước tổng chiều dài của con này nó sẽ rơi vào 20,6 cm. À, từ phần lưỡi phần cán là 10,5. Bản của con dao này thì nó sẽ rơi vào 1,8 cm nhé các bác nhé. Gọt trái cây, gọt hoa quả, hoặc là các bác dùng trong bếp thì nó đa di năng lắm. Đấy, nó đa di năng, các bác dùng xong các bác sẽ rửa đi thôi. Đấy, gọt trái cây các thứ, nói chung là rất là tiện. Một con tiếp theo, một con dao thái. Hàng của Đức thì các bác yên tâm rồi. Hàng của Đức thì các bác yên tâm rồi. Trọng lượng của nó nhé, 200g nhé. Trọng lượng của nó sẽ là 200g. Để đây thì cái này các bác không nhìn thấy nhỉ. Nhưng thôi em cứ đọc ra cho các bác cho nó dễ nhé. Cho nó đỡ phải nhìn nó không được nhìn rõ lắm nhưng thôi. Kích thước của nó này. Tổng chiều dài con này nó sẽ rơi vào 30,5 cm. Từ phần lưỡi đến phần cán của nó là 18. Và bản dao của con này nó sẽ rơi vào 4,3 cm nhé. Hàng của thương hiệu Willing của Đức. Hàng của thương hiệu Willing của Đức. Hàng đẹp nét luôn. Đấy, hàng đẹp nét xịn sò luôn nhé. Đấy, trọng lượng của nó thì là 200g. Đấy, để em cho cái cân lên trên này tí. Đấy, nhảy các bác nhìn thấy được rồi. Một con tiếp theo này. Một con này là con dao thái bản lớn nhé. Các bác lưu ý nhé, nó ở cái dòng dao Đức này thì nó sẽ có hai cái này. Con dao thái bản lớn với con dao chặt ý. Thì con dao chặt nó sẽ là đầu tròn và con dao thái bản lớn nó sẽ là đầu vuông nhé. Đấy, thì một số bác cũng có gọi điện cho em bảo là dân ơi, dao chặt nhà em sao mà chị chặt xương lợn đã mẻ, đã cong lưỡi dao rồi, nó không phải mẻ mà nó cong lưỡi dao. Thế là chụp ảnh cho xem thì đúng là lấy con dao thái bản lớn ra đấy để chặt, thực sự rất là buồn luôn. Đấy. Đấy, hàng thương hiệu của nó là thương hiệu Willing của Đức này. Toàn bộ là cán liền thân nhé, cái nhựa đấy, ốp nhựa để chống chân trượt cho các bác cầm vào tay. Trọng lượng của nó sẽ rơi vào con thái bản lớn này nó sẽ rơi vào 350g nhé.
cái kích thước của nó này. Tổng chiều dài của con này nó sẽ rơi vào 31 cm. Từ phần lưỡi phần cán của nó là đến chỗ này là 18. Và bản dao con này thì là 8,3 cm. Hàng cực kỳ ok luôn nhé các bác nhé. Hàng này cực kỳ ok và cực kỳ chất luôn. Và cuối cùng của nó sẽ là một con dao chặt. Trọng lượng của con dao chặt này thì là nó rơi vào 3,8 cm. À 380 g. Cán này rất là đẹp luôn. Hàng của nó thì hàng nhét luôn rồi. Thương hiệu Wheeling của Đức này. Hàng của Germany này, Made in Germany. Hàng này đảm bảo cho các bác luôn nhé. Các bác nhận hàng các bác cứ bóc ra các bác kiểm tra thoải mái cho em. Tổng chiều dài con này là 30, gần 30, một chút thiếu một chút nữa 30. Từ phần lưỡi phần cán 17. Và bản dao của nó sẽ rơi vào 8 cm. Hàng chất luôn. Con này các bác chặt gà vịt thì quên sầu luôn. Đấy. Gà vịt quên sầu luôn và nó không dễ bị trượt tay đâu. Bác nào nhất là đi hộ đám ấy, các bác nào mà ở quê hay đi hộ đám thì con này dùng rất là tuyệt vời luôn này. Đấy con dao chặt này. Đấy. Đến nếu mà không muốn nói là chặt ở nhà rất là tuyệt vời luôn. Đó. Và có một cái kỹ thuật mà cầm dao ấy thì chắc là các bác cũng biết rồi, nhưng mà thôi thì em có ông anh làm đầu bếp ông chỉ, thì các bác cầm dao thì các bác cầm này này thì nó không các bác chặt thịt gà nó sẽ đẹp miếng thịt gà hơn. Đấy. Đây, khi xong là một bộ dao của nó sẽ là như thế này. Các bác để trên bàn bếp thì tuyệt đỉnh công phu luôn. Hàng của thương hiệu Wheeling nhé. Giá của nó này là giá cũ là 900 nhé. Nhưng đợt này đây các bác có thể nhìn thấy chữ đen này. Đợt này em đang giảm giá cho các bác xuống còn 800 ngàn đồng. 800 ngàn đồng một cái bộ hộp dao inox của Đức và bên nhà em bao ship. 800k bao ship cho các bác luôn nhé. Hàng đẹp nhét rồi. Đó. Một cái bộ dao nữa này. Con này thì hộp gỗ. Con này thì hộp gỗ này. Một bộ này thì của nó sẽ gồm có cho các bác đầu tiên thì đó là một cái kéo cắt gà vịt thực phẩm. Ốp gỗ luôn. Hàng của thương hiệu Wheeling. Wheeling của Đức này. Hay inox này, hàng Germany này. Tổng trọng lượng của con này là 250 g. 250 g. Đó. Tổng trọng lượng 250 g. Một con dao gọt hoa quả. Con này nó sẽ không có cái lước mài nhé. Một con dao gọt hoa quả. Tổng chiều dài của nó sẽ là 23 cm. Từ phần lưỡi phần cán của nó là 12,5. Hàng đẹp luôn nhé. Hàng đẹp luôn này. Đó, thương hiệu Wheeling của Đức này. Đấy, hộp gỗ nhé. Một con dao thái này. Đấy, thương hiệu Wheeling Germany của Đức này. Hàng đẹp luôn, xịn sò luôn này. Đấy. Cán của nó là cán liền thân luôn như ốp gỗ. Trọng lượng của nó sẽ là 200 g. Trọng lượng 200 g này. Kích thước này. Từ phần lưỡi đến phần cán là 30,8 cm. À, tổng chiều dài chứ. Từ phần lưỡi phần cán 18. Và bản dao của con này nó sẽ rơi vào 4,5 cm các bác nhé. 4,5 cm. Thái thịt gà, thái thịt bò, các thứ lập cá, các thứ con này rất là tuyệt vời luôn. Một con dao tiếp theo này. Một con dao chặt. Con này là con dao chặt nhé. Hàng của Đức ý, thì các bác cứ để ý cho em nhé. Là cứ cái đầu cong như này ý, là dao chặt. Tránh lấy nhầm. Thương hiệu Wheeling Germany của Đức này. Hàng nhét luôn. 10 điểm không có nhưng luôn các bác nhé. Cán liền thân này. Chặt thoải mái luôn. Con này chặt cầm rất đầm tay. 400 g trọng lượng. Tổng chiều dài của nó sẽ rơi vào 30 cm. Từ phần lưỡi phần cán của nó đó là 16,8. Rất là ok luôn. Hộp gỗ nhé. Hộp gỗ. Và một con cuối cùng đó là một con thái bản lớn. Con thái bản lớn này thì kích thước của nó đây. Tổng chiều dài của nó là 31,5 cm. Đấy. Từ phần lưỡi phần cán của nó sẽ là 17,8. Và cái bản dao này của nó đây. 8 cm. Hàng ok luôn. Hàng ok, hàng chất luôn. Con này là con thái bản lớn nhé. Hàng dùng rất là ok luôn có nhé. Hàng ok và đẹp. Cái bộ dao hộp gỗ đây thì bên nhà em đang có mức giá đó là 1.300.000 đồng. Và bên nhà em bao ship luôn nhé. 1.300.000 và bên nhà em bao ship luôn cho các bác cái hộp dao gỗ này. Hàng đẹp luôn. Đấy, để lâu nó hơi bụi một chút. Để lâu nó hơi bụi một chút nhé. Đó, 1.300.000 đồng và bên nhà em bao ship nhé. Một cái mã sản phẩm tiếp theo. Một cái bộ nồi Erlenmeyer. Dòng này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của Design Germany của Đức.
hàng nguyên hộp luôn nhé, hàng nguyên hộp luôn này. Đó, thì đây em sẽ xin bóc siêu cho các bác luôn, hàng nguyên siêu luôn. Ở đây thì nó là hàng mới. Con này thì nó sẽ gồm có cho các bác đó là một cái chảo. Đấy, miệng của nó là 24 nhân với sâu 7,5. Một cái xoong ngoáy bột 16 nhân với sâu 10,5. Một cái xoong to. Đấy, kích thước của nó đây, 14,5 6,6. Một cái xoong nhỏ nhỡ 20 nhân với 12,5 3,9. 18 sâu 11,5 2,9 và 16 nhân 10,5. Tổng cộng của nó là 6 món nhé. Hàng này là hàng năm đáy. Hàng này là hàng năm đáy. Đây. Đấy. Mở bên trong của nó ra này. Đấy, để em sẽ bỏ nó ra trước nhé. Em sẽ bỏ nó ra trước rồi em sẽ review cho các bạn xong. Đây. Vung này. Đấy, đầy đủ luôn nhé. Đấy, đầy đủ luôn. Đây để em sẽ bỏ hết ra. Tổng cộng của nó là 6 món và có nắp vung đầy đủ. Mỗi cái món này của nó đều có nắp vung đầy đủ cho các bác luôn. Hàng này là hàng mới nhé, tất cả toàn bộ của nó là hàng mới cho các bác hết. Đấy, chỉ được về và sử dụng thôi. Còn bộ này của nó cũng rất là chất luôn. Và giá của nó thì các bác yên tâm luôn nhé. Giá của nó thì yên tâm luôn là một điều, đó là giá cực kỳ rẻ, cực kỳ ok luôn. Giá cực kỳ mềm luôn nhé. Đây. Khi các bác nhận hàng với nhà em nhé, là các bác kiểm tra thoải mái. Kiểm tra thoải mái, không sợ bị bổ là vỡ bụng đi đâu, nên là các bác cứ yên tâm, hàng như em thì cứ người thật việc thật. Đây, một cái bộ của nó này gồm có cho các bác đó là 6 món này, tất cả đều có nắp vung nhé, tất cả đều có nắp vung riêng biệt luôn. Hàng mới nguyên hộp các bác nhé. Hàng mới em khui nguyên hộp cho các bác luôn. Mới khui nguyên hộp cho các bác luôn. 6 món, 1 này, 2 3 4 5 và cái cuối cùng là 6 đây. Đó, hàng này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của Erlenbeng. Các bác đun bếp ga, bếp từ, ga này từ này hồng ngoại đều đun được thoải mái. Các bác đều đun được thoải mái. Con này là năm đáy. Xoong inox, viền của nó inox nhé. Bên dưới đáy này của nó thì nó có sẽ thêm có thêm cho chúng ta đó là lớp hợp kim, nên là các bác thử nam châm nó sẽ hít. Đấy. Con này thì Erlenbeng này, một con này. Cái chảo này là chảo chống dính nhé. Cái dòng chảo này là chảo chống dính này. Hàng chất luôn. Hàng cực kỳ ok luôn. Đó. Một cái bộ nồi 6 món của Đức. Một cái bộ nồi 6 món của Đức như này. Bên nhà em đang có một cái mức giá của nó cũng rất là mềm luôn cho các bác luôn. Giá của nó chỉ có 700.000 đồng nhé. 700k và bên nhà em bao ship. 700k. Bao ship cho các bác toàn quốc nhé. 700.000 đồng và bên em bao ship toàn quốc cho các bác luôn. Đấy. Nhận hàng thì các bác yên tâm một điều, đó là nhận hàng kiểm tra hàng nhà em thoải mái rồi các bác mới phải thanh toán. Bộ nồi tiếp theo, bộ nồi này thì còn đẳng cấp hơn. Bộ nồi này thì bộ nồi của thương hiệu Casa Villa 9 đáy. 9 đáy các bác nhé. Casa Villa 9 đáy này. Bếp từ bếp ga đều đun được. Khui hộp mới luôn cho các bác luôn. Hôm nay cũng khui hộp mới cho các bác luôn. Tất cả nó đều có một cái lớp màng co. Đó, bên trong bộ của nó đây. Những cái giấy tờ này thì không cần thiết. Đây. Nắp vung này. Để em bỏ ra ngoài đã nhé. Để em bỏ ra ngoài rồi em sẽ giới thiệu review cho các bác cho nó chi tiết. Không mất thời nhiều thời gian các bác đâu. Hàng này thì của nó thì toàn bộ là hàng đẹp, xịn sò luôn. Xoong nồi này của nó này, đáy của nó là 9 đáy. 9 đáy này, rất là dày dặn luôn này. Hàng của Casa Villa nhé. Đấy, khui hộp mới là cho các bác luôn. Để review cho các bác cho nó dễ. Hàng nguyên hộp thương hiệu của Casa Villa. Nhận hàng nhà em thì các bác cứ yên tâm một điều, đó là kiểm tra hàng thoải mái. Không phải là như kiểu là chỗ khác, người ta không cho kiểm tra hàng. Nhà em thì kiểm tra thoải mái luôn. Và cái hàng này thì các bác đun nấu các thứ rất là chất lượng nhé. Nhất là các bác nào mà có nồi giả cầy mà các bác cho vào sau này bác hầm thì tuyệt vời. Đó. Nó cũng gồm có 6 món cho các bác. Đây để em sẽ đọc lại cái kích thước của 6 cái món này ở trong cái vỏ hộp này luôn để đỡ phải đo nhé. Đỡ
thì đo nó mất thời gian vàng bạc của các bác. Đây, một bộ nồi này thì của nó sẽ gồm có cho các bác đây 6 món này, 24 x 6.5 này là cái chảo đây, 24 x 13.5 6 lít 1 là cái xoong to này, 20 x 11.5 là cái xoong nhỡ, 18 x 10.5 2 lít rưỡi là xoong nhỡ nữa, 16 x 9.5 là xoong nhỏ cuối cùng, và cái xoong ngoái bột là cũng thế 16 x 9.5. Hàng này thì là các bác yên tâm, hàng đẹp luôn, hàng đẹp và chất lượng luôn nhé. Con này rất là dày dặn ý. Bác nào mà nên đang dùng những cái dòng xoong nhôm ý, mà nhìn nó bẩn bẩn ý, thì chúng ta nên thay cái dòng xoong này. Đấy, thay được cái bộ nồi này thì nó rất là phù hợp. Đó. Đây. Đầu tiên là cái xoong to này. Các bác có thể nhìn thấy cực đẹp luôn nhé. Kasai Villa. Cực đẹp, cực chất luôn. Cái dòng này các bác đun bếp ga, bếp từ thì thoải mái luôn. Đấy, các bác đun bếp ga, bếp từ thì thoải mái luôn. Vung riêng, nắp vung của nó khác. Nắp vung của nó khác hoàn toàn luôn. Hàng của Kasai Villa. Đó. Một cái chảo này. Dòng chảo này là dòng chảo chống dính nhá. Các bác cầm vào cái sản phẩm là các bác biết rồi. Cầm nó rất là chắc tay. Logo, tất cả logo cả của Kasai Villa đầy đủ hết. Đấy. Kasai Villa này, Kasai Villa này. Nắp vung của nó. Các bác đun nấu nó cũng rất là tiện. Tại vì làm sao, mỗi cái món này chúng ta đều có nắp vung riêng, nên là các bác đun nấu nó cũng rất là nhanh sôi. Đó. Một bộ nồi Kasai Villa 9 đáy. Một bộ nồi Kasai Villa 9 đáy này. Đấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6 món. 6 món 9 đáy. Cái bộ nồi này thì bên nhà em đang có mức giá của nó cực kỳ ok luôn cho các bác luôn. Giá của nó là 950.000 đồng nhé. Bộ nồi Kasai Villa 9 đáy. Đấy. 950k. Bao ship. Hàng này thì toàn bộ cho các bác luôn, bao cho các bác luôn là hàng mới và chưa qua sử dụng nhé. Hàng này toàn bộ bao cho các bác là hàng mới và chưa qua sử dụng một tẹo nào luôn. Để các bác yên tâm. Đấy. Bộ nồi này, hai bộ nồi, hai mẫu bộ nồi bên nhà em. Đó. Các bác đi qua kênh thì đừng quên cho shop em xin một nút like nhé. Bác nào chưa đăng ký kênh thì cho em dân xin một nút đăng ký kênh luôn các bác nhé. Đấy. Tiếp theo một con đèn năng lượng mặt trời nữa này. Con này cũng là Sunlight này. Con này là đèn năng lượng mặt trời đường nhé. Chỉ số chống nước IP67. Con này của nó là công suất 120W. Nó sẽ gồm cho các bác đó là 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cái pha. Đấy, 6 pha. Tấm pin của nó sẽ liền với đằng sau cho các bác này. Khi các bác nhận hàng là bao cho bác không bể vỡ nhé. Đầy đủ này. Điều khiển các thứ tất cả đều đầy đủ hết. Đấy. Con này thì nó sẽ có kích thước cho các bác. Tổng chiều dài của nó này. 63 cm. Chiều ngang của con này sẽ là 24,6. Hàng đẹp luôn nhé. Hàng đẹp luôn. Mắt đèn này, mỗi cái mắt này của nó là 20W. Con này thì trời tối nó sẽ tự động sáng và các bác có thể sạc. Đó, hàng cực kỳ ok luôn. Nếu mà không có người bên dưới thì nó sẽ giảm cái mức độ tiêu thụ ánh sáng xuống. Nó sẽ giảm năng lượng xuống còn 50%. Còn nếu mà có người bên dưới nó cứ sáng 100% cho các bác luôn. Hàng này hàng đẹp luôn nhé. Con này thì bên nhà em đang có mức giá đó là 520.000 đồng. 520k và bên nhà em bao ship luôn cho các bác. Các bác lên cho em mã này, mã đèn năng lượng mặt trời đường. Bao ship toàn quốc. Đấy, 520.000 đồng bao ship toàn quốc. Các bác lên cho em mã này, mã đèn năng lượng mặt trời đường nhé. Hàng đẹp xịn sò luôn. Hàng đẹp xịn sò luôn. Cái mã sản phẩm kế tiếp bên shop em xin giới thiệu cho các bác. Hôm đợt này về rất là nhiều luôn này. Nó không có nhiều đâu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 con. 6 con máy cạo râu. Hàng mới nguyên hộp luôn. Election 7 luôn này. Hàng của thương hiệu Boss. Hàng Boss này. Hàng mới luôn nhé. Hàng mới nguyên hộp luôn này. Đấy. Con này thì nó sẽ đi phụ kiện đi theo của các bác. Đó là một cái dây cáp sạc. Một cái dây cáp sạc này. Đấy, cái đầu này là đầu USB nhé. Đầu này là đầu USB này. Để các bác cắm vào cái cục sạc điện thoại của các bác ấy. Để các bác sạc dầu này. Và một cái chổi. Đấy. Con này thì các bác về các bác bật ý, thì các bác giữ lì cho em 3 giây. Tăng giảm tốc độ này. Các bác có thể cạo râu ở đây. Bác nào râu quay nón ấy, thì các bác tạm dừng này. Gạt này lên. Bật lên này.
các bác đưa hết, cạo hết cái râu quai nón của các bác đi trước đi. Đó, xong rồi các bác tạm dừng lại, các bác gạt xuống. Đấy, rồi các bác hẳn cạo lại thì nó sẽ sạch và nó sẽ bền, sử dụng nó sẽ bền hơn. Đấy, tạm dừng này, bật lên này. Máy của nó rất là ok rồi nhé. Tạm dừng này, gạt xuống này. Đó, một con máy cạo râu của Boss. Con này hàng xịn sò luôn nhé, hàng đẹp xịn sò luôn. Đây, cái thông số chi tiết của nó này, hàng của Made in Germany của Đức này. Đấy, công suất là 5W, điện 3,2V. Đấy, nguồn điện nạp vào là 5V. Đó, hàng đẹp luôn nhé. Đấy, công tắc bật tắt này. Đấy, các bác tắt nguồn thì các bác dí cho em nút nguồn này 2 giây, 3 giây này. Đấy, hàng đẹp luôn. Con này thì ở bên nhà em đang có mức giá của nó sẽ là 600.000 đồng. 600.000 đồng và bên nhà em bao ship nhé. Đây, máy cạo râu Boss, để em ghi cái mức giá vào đây. Máy cạo râu Boss 600k và bên em bao ship cho các bác luôn. Và em ship code toàn quốc nhé, em ship toàn quốc. Các bác nhận hàng, các bác kiểm tra hàng đúng như em quảng cáo rồi thì các bác mới phải thanh toán, còn không đúng thì các bác không thanh toán. Hàng đảm bảo luôn, 600k bao ship. Đấy, 600.000 đồng và bên em bao ship cho các bác. Máy cạo râu Boss, hàng đẹp luôn. Đó, hàng mới luôn nhé. Đấy, các bác đi qua kênh thì bớt chút thời gian cho em dân chị xin một nút like các bác nhé. Một cái mã sản phẩm tiếp theo, hàng mới nguyên siêu, hàng mới nguyên siêu luôn này. Một cái dòng mẫu mic karaoke Shure, hàng của Mỹ, Marine USA. Đó, khi các bác nhận hàng thì bên trong của mic của nó sẽ gồm có cho các bác, đó là một cái mic như thế này và một cái dây như thế này. Đó, và cái cổng này thì đương nhiên là cổng sẽ là cổng phổ thông của cái mic karaoke, mic nào nó cũng cổng như này rồi. Và các bác kết nối vào với nhau cho em thôi. Các bác kết nối vào với nhau cho em. Đó, hàng của nó cực kỳ ok luôn. Hàng này hàng của nó cực kỳ ok luôn nhé. Mic hát karaoke, thương hiệu của nó là thương hiệu Shure, hàng của Marine USA của Mỹ này. Hàng mới nguyên siêu cho các bác. Con này thì khi các bác nhận hàng nhé, kể cả mới nguyên siêu này, các bác cứ bóc ra, các bác test cho em, và bên nhà em sẽ hỗ trợ cho các bác là thoải mái luôn. Hàng đảm bảo như quảng cáo và nó hát không rền không rú. Đấy, nó rất là tiện như thế. Hàng cực kỳ đẹp luôn. Mà giá của nó thì lại rất là mềm luôn. Con này bên nhà em đang có mức giá của nó, đó là 290.000 đồng. Và bên nhà em bao ship cho các bác luôn nhé. Hàng nguyên hộp, hàng nguyên hộp nhé, 290k bao ship, 290.000 đồng. Và bên nhà em bao ship toàn quốc. Nhận hàng các bác kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác mới phải thanh toán nhé. Không phải là lo lắng là sợ là bảo là không cho kiểm tra hàng hay là cái gì đâu. Kiểm tra hàng thoải mái luôn. Đó, vừa rồi thì em vừa mới giới thiệu đến các bác một số những mẫu, một số những dòng sản phẩm bên nhà em. Quý các bác anh chị ưng sản phẩm nào thì liên hệ trực tiếp với số hotline bên em là 0982 834 004 hoặc 0915 402 977. Cảm ơn các bác đã xem video của em. Em Dân xin phép được dừng video tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.